quá khủng khiếp quý vị, đánh mà quý vị nghe trên trận mà rung sèn sèn luôn. Thì chào quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn nào mà muốn vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke thì chúng ta chọn đôi loa này ha, Savivega VS120 dòng Mỹ Nòi, sản xuất tại Mỹ nha quý vị, Made in USA VS120, sở hữu một bass 30, một trung và một chép quý vị. Quý vị đánh cho nó là căng đét luôn ha. Và quý vị thấy là em test cùng với con Amply Pioneer V120 25 mã, quý vị thấy đánh căng đét luôn. Vặn lên mới có tới 10 giờ thôi là nó đánh căng đét tôi loa bass 30 như thế này rồi. Đó, đủ thấy cái nội công của cái con này nó như thế nào. Con này quý vị đánh sạc Queen Vega này, quý vị đánh bass 40 luôn cũng được nữa quý vị. Nó rất khỏe, quý vị thấy vậy nó rất khỏe. Đó. Nguyên zin và hoạt động hoàn hảo ha. Dòng này thì em bán mấy con, không gà em bán cũng nhiều dòng này đó quý vị, tầm chục con rồi đó. Nói chung hàng mấy con này thì em vẫn còn. Đó. Dòng chuyên karaoke của Nhật ha, Pioneer. Con này thì sản xuất tại Nhật của hãng Pioneer. Con này còn rất là đẹp ha. Nói chung con nào cũng đẹp quý vị, hôm gài em giao cho mấy anh em chơi toàn là hàng đẹp thôi. Đó. Đẹp, zin, hoạt động hoàn hảo hết ha. Đó. Con này thật sự thì công suất nó ghi ở đây là chỉ có 110W thôi quý vị. Đó, nhưng mà đối với đôi sạc pin Vega này 3 tấc này, đôi này thì cái con nó cũng lớn, quý vị từ cũng lớn, nó đánh không thành vấn đề. Quý vị thấy em dặn tới 10 giờ thôi. Đó, cho nên đó là một cái lưu ý để anh em mà chọn em ly để ghép. Đó, anh em đừng có nhìn công suất tiêu thụ quý vị, anh em ghép vào anh em sẽ biết. Đó, sạc pin Vega này bao quý vị bass 40 đánh căng đét luôn. Quý vị thấy em vặn lên 10 giờ đánh đô la này quá tuyệt vời. VS120 quý vị, đô la này em đã có quay kỹ rồi. Đẹp xuất sắc ha. Và con Amply này thì đang có mức giá là 2 triệu mốt tại shop em, bao ship nếu quý vị chuyển khoản đủ và tặng quý vị 5 mét dây ha. Đó, mức giá rất là tốt để sở hữu một em Amply karaoke đến từ Nhật. Và đô la Sovin Vega VS50 thì đang giảm giá còn 10 triệu 900 thôi quý vị, hôm nay 10 triệu 900 duy nhất hôm nay và ngày mai ha. Đó, thì nếu mà qua hai hôm nay thì mức giá nó trở về mức giá cũ nha quý vị. Hôm nay là ngày 15, ngày mai một ngày nữa là ngày 16 và ngày 17 thì về giá cũ nha. Em chỉ giảm 2 ngày thôi. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị thấy clip hay thì quý vị cho em xin một cái like và một cái nút đăng ký. Em rất cảm ơn. Em xin kết thúc video tại đây.